Hey Aldo, mến chúc đại gia đình thật nhiều sức khỏe nha. Trong thời gian qua có một số anh em hỏi mình cái bộ dàn nghe nhạc vàng mà giá nó rẻ rẻ thôi. Thì hôm nay mình giới thiệu tới anh em. Đây là Pioneer SX810 anh em này. Giá còn có 4,5 triệu. So với thời điểm trước đây, trước này lên tới 8 triệu. Đó là có những cái điểm cao điểm nhất. Bây giờ thì kinh tế thị trường khó khăn, chiếc này giá chỉ còn 4,5 triệu thôi. Và mình ghép với lại JBL là X44 này. Chiếc này nhỏ gọn, rất là xinh luôn. Nhưng mà được cái là nó nhỏ nhưng mà nó ba đường tiếng, nên anh em nghe được đa dòng nhạc, có thể nghe acoustic, nghe nhạc nước ngoài, nghe nhạc vàng. Cái loa trang bị tới ba đường tiếng và hàng JBL thì anh em biết rồi. Họ căn chỉnh những cái driver của họ rất là tốt, thành thử ra mình nghe âm thanh nó ok lắm. Lấy X44 này có giá ở bên Thái Euro là 4,5 à xin lỗi. À, 6 triệu anh em ha. 4,5 triệu là cái âm ly nhá. Đôi loa bán 4,5 triệu chắc là phá sản luôn đấy. Thế như vậy là cái đôi loa 6 triệu cộng với âm ly 4,5 triệu thì đâu đó mới chỉ vào 10 triệu 500 ngàn. Anh em nghe được đa dòng nhạc với nó rất là tốt. Bây giờ mình mời anh em thưởng thức cái bài hát đó. Ước mộng đôi ta của ca sĩ Chế Linh Hương Lan anh em ha. Qua cái bản quay phim của mình để anh em cảm nhận như thế nào, nhưng mà với cái thẩm âm của mình ngồi trực tiếp ở đây thẩm âm cho cái bộ dàn này thì mình đánh giá khoảng được 9 điểm so với cái mức đầu tư của anh em. Tức nghĩa là nếu mà anh em bỏ ra 10 triệu 500 ngàn để sở hữu âm ly và đôi loa này thì được 9 điểm luôn rồi. Còn lại là anh em điện đài rồi dây dần các thứ nữa thì nó sẽ tăng cái khả năng âm nhạc lên một chút xíu nữa, nghe chi tiết và nghe đã hơn một tí khi mình có cách ly, mình có dây dẫn tốt và một cái phòng nó yên tĩnh anh em ha. Thì nếu mà anh em đầu tư cái bộ này thì cứ liên hệ với lại Thái Audio nha. Chúc anh em mình nhiều sức khỏe, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.